Chào mọi người, nha. Bữa nay 2 tháng 8 2022 em sẽ chơi một quãng game trong cái video này. Hai con này phức tạp. Tiếp tục Street Fighter Kakarot này. Và đây tiếp theo là Game Fighter nhé. Mình bắt đầu. Ok. Ủa bị gì vậy? Sao hiện vậy? Trời đất. Cái gì vậy?
Ok. Rồi. 200. Con gì con gì? Rồi ok. Rồi ok rồi. Jet Li in bảy trăm mấy và vẫn là cho tự nhiên là cái gì rồi ok chờ ha tiếp tục xong. Yeah.